Theo quy định hiện hành, luật đất đai năm 2024, người dân bắt buộc phải sử dụng đất đúng với mục đích sử dụng được ghi trên sổ đỏ. Những hành vi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp là trái phép sẽ bị xử phạt rất nặng. Và trong tiểu mục kinh doanh ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các loại giấy tờ cần có khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở khi người dân có nhu cầu. Theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 121 của luật đất đai năm 2024, nếu người dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì cần phải được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định của pháp luật. Để xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, người dân cần nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất để có thể được giải quyết theo thẩm quyền. Hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở bao gồm 1. Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. 2. Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. Cơ quan tài nguyên và môi trường sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người dân sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ và xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và sau đó hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, rồi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp đến theo chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Trong trường hợp hồ sơ tiếp nhận chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cơ quan tài nguyên và môi trường tiếp nhận xử lý hồ sơ sẽ phải thông báo cho người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật trong thời gian không quá 3 tháng. Sau khi đã chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, người dân mới có thể tiến hành xây dựng nhà ở trên phần diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng. Sau các phiên đấu giá đất gần đây, thị trường đất nền vùng ven Hà Nội, đặc biệt tại các huyện như Thanh Oai, Phúc Thọ và Hoài Đức, đang có sự biến động nhất định nhưng không thực sự mạnh mẽ. Cụ thể, giá đất nền đã chứng kiến sự tăng trưởng nhẹ với mức tăng ước tính khoảng 3-10% so với thời điểm trước đó. Theo dữ liệu bấtđộngsản.com.vn, tại huyện Phúc Thọ, giá giao bán các lô đất đã điều chỉnh tăng từ 3-5%. Trong khi đó, tại Thanh Oai, mức tăng được ghi nhận từ 5-7% cho các lô đất. Trái ngược với mức tăng, Hội Môi giới Bất động sản cho biết số lượng giao dịch thực tế ghi nhận mức thấp do nhiều nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý thận trọng để quan sát và nắm bắt tình hình thị trường. Thị trường bất động sản Đông Anh đang trở nên sôi động trở lại sau thông tin Vingroup khởi công dự án Trung tâm Hỗ trợ Triển lãm Quốc gia và dự án cầu Tứ Liên nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh có động thái mới khi thành phố Hà Nội muốn khởi công trong năm nay. Điển hình, bất động sản tại xã Xuân Canh ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất. Khảo sát, giá đất mặt tường Xuân Canh hiện tại 120-140 triệu đồng một mét vuông, đất trong ngõ 80-97 triệu đồng một mét vuông, trong khi cách đây vài tháng chỉ khoảng 60-65 triệu đồng một mét vuông. Tại các xã Đông Hội, Mai Lâm, sát dự án Vingroup vừa khởi công, giá nhà đất tăng cao lần lượt lên đến 230-240 triệu đồng một mét vuông và 135-150 triệu đồng một mét vuông. Theo dữ liệu bấtđộngsản.com.vn, trong 6 tháng đầu năm 2024, giá bán đất nền tại Đông Anh ghi nhận tăng mạnh nhất với tỷ lệ 24%. Theo dữ liệu thị trường bất động sản quý 3 năm 2024 của bấtđộngsản.com.vn được công bố gần đây, Bình Dương là điểm sáng nổi bật của thị trường phía Nam với mức độ tăng trưởng mạnh nhất, tăng tới 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm nay, căn hộ chung cư Bình Dương giữ ngôi vị quán quân về mức độ quan tâm. Cụ thể, thị trường mua bán căn hộ tăng 6%, thị trường cho thuê tăng tới 33% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, mức độ quan tâm chủ yếu tập trung ở các căn hộ tại những khu vực gần thành phố Hồ Chí Minh như thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An, Bình Dương. Theo ghi nhận, giá bán căn hộ tại 3 điểm nóng Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một dao động trung bình từ 28-33 triệu đồng một mét vuông, đánh giá là dễ thở so với thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, tại cuộc họp do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì liên quan đến vấn đề bảng giá đất mới vừa diễn ra đã cơ bản có hướng gỡ khó cho gần 9.000 hồ sơ thuế về đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đối với gần 9.000 hồ sơ thuế tồn đọng phát sinh từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 cho đến nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thuế thực hiện đúng nguyên tắc áp dụng pháp luật là hồ sơ nhận tại thời điểm nào thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó. Tuy nhiên, đến nay tình trạng ách tắc hồ sơ vẫn chưa được giải quyết, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi chính đáng của người dân. Gần 2 tháng nay, những môi giới bất động sản như chị Đồng trở nên vất vả hơn. Bình thường để hoàn thành một giao dịch cho khách, chị chỉ cần mất khoảng 10 ngày là xong các thủ tục. Tuy nhiên, hiện tại các giao dịch trở nên rắc rối khi khâu tính thuế bị tắc. Điều này khiến nhiều khách hàng của chị trở nên tiến thoái lưỡng nan, nhất là những giao dịch có sự hỗ trợ tài chính từ ngân hàng.
khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì tiền cứ treo trong tài khoản của khách mà chưa thể giải ngân. Họ chưa có nhận nhà nhưng mà về cái phần mà gánh nặng ở bên ngân hàng á, là họ đã bắt đầu trả cái khoản vay đó. Cái thứ hai nữa thì cái người bán họ cũng nói là bây giờ là họ chưa có nhận tiền thì họ chưa có giao nhà. Nó cho nên thì hiện tại hai bên vẫn lắng cắn về cái vấn đề là nhận nhà và giao nhà. Ở cái người mua thì người ta cũng đang cần nhà và cái người bán thì cũng đang cần tiền. Như vậy bây giờ chưa có giải quyết được cái gì hết thì bây giờ là tất cả mọi người đều phải chờ. Nhưng mà chờ đến khi nào thì bây giờ không biết và cũng không có ngày giờ cụ thể. Bình thường thì khoảng 10 ngày làm việc thôi. Mà bây giờ thì đang ra cứ đợi thôi chị. Mấy bộ em làm trước thì từ ngày 1 tháng 8 tới giờ thì cũng chưa ra thông báo thuế luôn. Kể cả bên mua bên bán rất là sốt ruột luôn. Việc cắt thuế các hồ sơ nhà đất diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 8. Theo Cục Thuế thành phố, đến ngày 27 tháng 8 đã có hơn 8.800 hồ sơ nhà đất bị tắc tại cơ quan này. Nguyên nhân tắc được cho là do thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng bảng giá đất điều chỉnh nên cơ quan thuế không có cơ sở để tính thuế theo Luật Đất đai năm 2024. Đáng chú ý, trong số hơn 8.800 hồ sơ đang bị tắc, có đến hơn 2.700 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn bị treo tại cơ quan thuế. Chúng tôi nhận thấy việc các cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh đã dừng chưa giải quyết 8.808 hồ sơ khai thuế của người dân từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 cho đến nay là chưa đúng quy định của pháp luật. Thì chúng ta thấy rằng hơn 2.700 trường hợp này rõ ràng không có lý do gì mà cơ quan thuế lại dừng không giải quyết. Bởi vì người khai thuế và thuộc các cái trường hợp là không phát sinh nghĩa vụ về thuế. Ví dụ, trường hợp là cha mẹ cho nhà cho con cái. Chúng ta cứ ngưng trệ như vậy, tôi cho rằng là việc này là thiếu trách nhiệm chứ không phải là vấn đề là vướng với gì nhiều đó. Đó là một cái cớ để chúng ta không giải quyết hồ sơ được thôi. Cái đó là chúng ta phải nói rằng là cái tính quả quyết từ cơ quan thuế tôi cho rằng là không có. Chúng ta hãy nhìn đến giai đoạn năm 2022 mà xem. Khi mà thị trường khó khăn, giao dịch ít, rất nhiều các ngành nghề bị ảnh hưởng, kiến trúc, xây dựng, chủ đầu tư, môi giới ảnh hưởng rất là mạnh. Do vậy là khi mà giao dịch nó không diễn ra thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều những cái gọi là các ngành nghề liên quan đến những người tham gia các dịch vụ và lĩnh vực liên quan. Mới đây, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có văn bản khẩn gửi đến thành phố Hồ Chí Minh với kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn hồ sơ đang bị tắc tại cơ quan này. Trong văn bản này, Cục Thuế thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp để giải quyết dứt điểm và thống nhất việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan thuế kịp thời tính nghĩa vụ tài chính về đất đai với các hồ sơ đang bị tồn đọng từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, với các hồ sơ nộp trước khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng bảng giá đất điều chỉnh thì vẫn áp dụng theo bảng giá đất theo quyết định 02 đang hiện hành. Tuy nhiên, phía Ủy ban thành phố vẫn chưa có ý kiến nên hiện các hồ sơ vẫn đang bị tắc thuế. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 55 năm 2024, quyết định Ủy ban nhân dân quy định về việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố, thay thế các quy định trước đó về xác định giá đất. Theo đó có các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá đất. Các yếu tố này sẽ được phân tích để đưa ra mức giá phù hợp, điều chỉnh giữa tài sản được định giá và tài sản so sánh, chủ yếu áp dụng cho đất phi nông nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 9 năm 2024. Các yếu tố quan trọng trong quá trình xác định giá đất được liệt kê gồm về vị trí, địa điểm của thửa đất, khu đất, về điều kiện giao thông, với trường hợp ước tính giá chuyển nhượng đất, nhà ở riêng lẻ, về điều kiện cấp thoát nước, cấp điện, về diện tích, kích thước, hình thể của thửa đất, khu đất, về trường hợp ước tính, về các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng, đối với loại hình kinh doanh khách sạn, hiện trạng môi trường, an ninh, về thời hạn sử dụng đất, về các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với các điều kiện thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất nông nghiệp. Ngoài ra, các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức tư vấn xác định giá đất, đề xuất cụ thể trong báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 20%. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trên sóng VTC1.